Thưa quý vị và các bạn, rối loạn mỡ máu hay rối loạn chuyển hóa lipid máu là hiện tượng nồng độ chất béo trong cơ thể quá cao hay quá thấp so với bình thường. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, rối loạn mỡ máu là một trong những nguyên nhân dẫn đến các bệnh lý tim mạch và cướp đi mạng sống của khoảng 17,5 triệu người trên toàn thế giới mỗi năm. Để hiểu rõ hơn về bệnh lý rối loạn chuyển hóa mỡ máu và cách kiểm soát hiệu quả, chương trình ngày hôm nay đã mời tới trường quay bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Việt, đơn vị nội tim mạch và cấp cứu tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Xin chào bác sĩ ạ. Vâng, chào anh Tuấn Việt. Vâng, và trước khi chúng ta đi sâu vào nội dung cụ thể của chương trình thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin ngay sau đây. Là một cựu chiến binh, cơ thể chịu nhiều ảnh hưởng từ các vết thương chiến tranh nên khi về già, ông Nguyễn Viết Tơ ở phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì mắc nhiều căn bệnh khác nhau như cao huyết áp, phải đặt stent mạch vành. Theo ông chia sẻ, vì có nhiều bệnh nền nên gia đình rất chú ý đến chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt của ông, hạn chế chất béo và đồ ăn nhiều dầu mỡ, tăng cường rau xanh. Khi đi khám định kỳ, phát hiện bị rối loạn mỡ máu khiến ông và gia đình đều hết sức bất ngờ. Tôi về rất tình cờ lại phải tôi đi khám định kỳ hàng tháng chuyến này, bắt đầu đi khám định kỳ lấy thuốc định kỳ hàng tháng của tôi. Vì bệnh tim mạch của tôi thì nên bác sĩ thấy mà của tôi, bệnh của tôi bắt đầu bảo nên bác phải nên làm bệnh viện, thì tôi bắt đầu nên làm khoa điều trị đây, thì bác sĩ cho tôi biết thì tôi biết bệnh của tôi. Những bệnh nhân mắc rối loạn mỡ máu nhưng không hề biết mình bị bệnh như ông Tơ không hiếm. Phần lớn bệnh nhân chỉ phát hiện ra bệnh khi đi điều trị hoặc khám chữa một căn bệnh khác. Nên thường họ sẽ không biết rằng đấy là do mình bị tăng mỡ máu. Với những bệnh nhân mà người ta đã từng vào viện điều trị, người ta biết rằng như bác Tơ thì bác sẽ biết bởi vì bác đã vào viện nhiều lần và bác đã đi khám định kỳ, thì thường những cái lần lấy máu định kỳ là bác có biểu hiện mỡ máu tăng cao, thì đã được bác sĩ giải thích đó là những cái biểu hiện của tăng mỡ máu thì bệnh nhân mới biết. Còn những cái bệnh nhân mà họ mới phát hiện lần đầu thì thường đa phần họ sẽ không biết. Rối loạn chuyển hóa mỡ máu thường không có những dấu hiệu, triệu chứng đặc trưng để nhận biết bệnh. Tuy nhiên, nếu thấy những biểu hiện bất thường trên cơ thể và nằm trong nhóm người có bệnh nền là tăng huyết áp, tiểu đường hay các bệnh về tim mạch thì nên đi khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Nó thường nó phải phối hợp với các bệnh khác kèm theo hoặc là nó sẽ biến chứng của từ cái tim mạch nó biến chứng sang. Thế thường cái này chúng tôi sẽ hay gặp thường ở những bệnh nhân mà khoảng trên 45 tuổi. Đấy, có tăng huyết áp kết hợp với tiểu đường hoặc trên bệnh nhân stent mạch vành. Thế thì cái tăng chuyển hóa lipid, rối loạn chuyển hóa lipid này thì nó sẽ phối hợp với các bệnh lý khác. Nên mình sẽ điều trị kết hợp cùng đồng thời các bệnh lý khác. Và cái tỷ lệ mà chúng tôi gặp thì thường nó phải chiếm khoảng 2/3 số bệnh nhân nhập viện. Thì còn trên bệnh nhân tăng huyết áp, tiểu đường và stent mạch vành sẽ kết hợp với rối loạn chuyển lipid. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện với chuyên gia của chương trình. Vâng, trước tiên xin cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bác sĩ ạ, bác sĩ có thể nói rõ hơn về những cái nguyên nhân của cái tình trạng rối loạn chuyển hóa mỡ máu được không ạ? Dạ vâng. Kính thưa anh Tuấn Việt và các quý vị khán giả, thì trước hết thì chúng ta cần phải hiểu lipid máu là một cái thuật ngữ chỉ chung cho rất nhiều những loại chất béo trong cơ thể, bao gồm có những cái cholesterol, bao gồm có những loại cholesterol tốt và có những loại cholesterol xấu. Khi mà các bạn nhìn trên cái tờ kết quả xét nghiệm thấy những cái ký hiệu như là HDL hay LDL cholesterol và triglyceride. Và lipid thì là một nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể và là vật liệu không thể thiếu trong việc xây dựng cho cơ thể chúng ta đến từng các tế bào. Và hấp thu và chuyển hóa của những loại lipid thì hết sức là phức tạp và luôn có sự tham gia của các yếu tố bao gồm có những hệ thống đường ruột này, hệ thống gan mật trong cơ thể. Và rối loạn lipid máu là tình trạng bệnh lý khi có một hoặc là nhiều những cái thông số lipid bị rối loạn, ví dụ như tăng cholesterol này, tăng LDL cholesterol này, hay là giảm LDL cholesterol hoặc là tăng triglyceride. Và rối loạn chuyển hóa lipid máu thì là một dạng hội chứng gây ra bởi rất nhiều nguyên nhân khác nhau, và nguyên nhân thì có thể chia thành hai loại. Thứ nhất là rối loạn lipid máu có tính chất di truyền, có nghĩa là có do những cái đột biến gen mà gây ra là rối loạn lipid máu. Và rối loạn lipid máu thứ phát, có nghĩa là do những cái lối sống này, ví dụ lối sống tĩnh tại hay là dùng quá nhiều bia rượu, hay là chất béo bão hòa là trans fat. Một số những dạng bệnh lý và những thuốc khác thì cũng có thể là gây ra tình trạng là rối loạn lipid máu, như là
bệnh lý đái tháo đường hay là bệnh thận mãn tính, một số những dạng bệnh thận đặc thù, ví dụ như là bệnh hội chứng thận hư, một số những cái dạng bệnh về gan như là xơ gan, suy gan, một số dạng bệnh lý nội tiết như là bệnh lý suy giáp, hay là một số những cái khi mà bệnh nhân dùng những cái thuốc khác nhau, ví dụ như là những người phụ nữ tuổi mãn kinh hay tiền mãn kinh sử dụng các loại estrogen. Đấy là những cái yếu tố, là những cái nguyên nhân thường gặp mà gây nên cái tình trạng rối loạn lipid máu. Vậy thì liệu cái bệnh lý mà rối loạn chuyển hóa mỡ máu này thì nó có phải là cái nguyên nhân chính mà dẫn tới những cái biến cố về tim mạch cũng như là gây ra cái tăng huyết áp hay không ạ, thưa bác sĩ? Vâng, thưa anh, thì rối loạn chuyển hóa lipid là một trong những nguyên nhân này, một trong những nguyên nhân chính gây nên những cái dạng bệnh lý tim mạch. Thì rối loạn lipid máu là một trong những thành phần của một hội chứng, người ta gọi là hội chứng chuyển hóa. Và rối loạn lipid máu thì sẽ là một yếu tố trực tiếp gây nên những dạng bệnh lý tim mạch sơ vữa. Và ví dụ như là nhồi máu cơ tim này, tai biến mạch máu não. Những dạng bệnh lý này là những dạng bệnh lý rất nguy hiểm, không chỉ gây nên những cái cơn đau tức thời hay là những cái liệt tức thời, mà gây nên những cái tổn thương vĩnh viễn rất nặng nề về sau. Thì rối loạn chuyển hóa lipid và tăng huyết áp giống như là hai người bạn hay là hai cái kẻ thủ phạm trong cùng một nhóm tội phạm. Hai cái kẻ tội phạm này thì phối kết hợp cùng với nhau trong việc gây nên các dạng bệnh lý tim mạch nói riêng và các dạng bệnh lý toàn thân khác nói chung. Không chỉ có vậy thì rối loạn chuyển hóa lipid thì còn làm gây nên cái tình trạng xơ vữa thành mạch. Và khi thành mạch trở nên xơ vữa và xơ cứng dần thì sẽ thúc đẩy cái quá trình tăng huyết áp trở nên nhanh hơn. Đấy. Và có nghĩa là hai người bạn này không chỉ phối hợp với nhau mà chúng còn thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình mà gây nên bệnh lý. Còn cái việc mà bây giờ có lẽ là nhiều người cũng khá là quan tâm hơn cả, đó là khi mà đã bị rối loạn mỡ máu rồi thì cái việc mà chúng ta phải điều trị thì nó sẽ được thực hiện như thế nào? Và hiện nay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ chúng ta thì đang áp dụng những cái phương pháp điều trị như thế nào đối với bệnh lý rối loạn mỡ máu ạ, thưa bác sĩ? Vâng. Thì bao giờ cái điều trị của một cái rối loạn mỡ máu nói riêng và tất cả các dạng bệnh lý nói chung thì bao gồm cũng gồm có hai thành tố. Thành tố thứ nhất là từ phía bệnh nhân và từ phía gia đình. Có nghĩa là gì? Là người bệnh và gia đình đều phải xác định là cái bệnh lý đó là có tồn tại trên bệnh nhân và cần phải phối hợp với bác sĩ trong quá trình điều trị. Phối hợp như thế nào? Đó là phối hợp thứ nhất là việc thay đổi cái chế độ ăn uống, thay đổi chế độ sống để tạo ra một cái lối sống lành mạnh, tăng cường những cái hoạt động thể chất này, rồi thì giảm những cái loại chất béo mà như tôi nói là xấu, và những loại chất và tăng cường loại chất béo có lợi cho cơ thể. Cái thứ hai nữa là gì? Là luôn lắng nghe và tuân thủ những cái chỉ định điều trị của thầy thuốc. Còn về phía thầy thuốc và phía bệnh viện thì chúng tôi sẽ cung cấp cho bệnh nhân những cái giải pháp điều trị. Những cái giải pháp điều trị này bao gồm có những cái tư vấn về mặt dinh dưỡng, về mặt vận động và những cái chế độ thuốc phù hợp đối với từng bệnh nhân. Vậy thì dùng thuốc như thế nào thì nó sẽ tùy thuộc vào cái dạng rối loạn lipid máu của bệnh nhân là như thế nào. Ví dụ như là người bệnh đó là tăng triglycerides thì sẽ sử dụng những nhóm thuốc riêng. Người bệnh đó là tăng LDL cholesterol thì sẽ dùng những nhóm thuốc riêng, hay là giảm HDL cholesterol thì sẽ sử dụng những nhóm thuốc riêng. Cái đó thì nó sẽ căn cứ vào từng trường hợp người bệnh một và sẽ tuân theo những cái khuyến cáo chung trên toàn thế giới. Dạ vâng. Tức là đó là những cái chúng ta phải có cái sự chẩn đoán của bác sĩ và có những phác đồ điều trị của bác sĩ, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Thưa quý vị, ngoài tuân thủ theo quá trình điều trị của bác sĩ thì một chế độ ăn uống hợp lý như bác sĩ Việt cũng vừa mới nói thì cũng rất là giúp ích cho người bệnh. Và sau đây thì sẽ là một vài gợi ý của chương trình. Máu nhiễm mỡ ăn gì tốt cho sức khỏe? 1. Giá đỗ. 2. Ngũ cốc. 3. Các loại cá và dầu thực vật. 4. Rau xanh, hoa quả. 5. Các loại thịt trắng. 6. Uống nhiều nước.
Vâng, và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Đình Việt ạ. À, vâng, bao giờ chúng ta cũng cần phải có cái sự chẩn đoán của bác sĩ này và tuân theo cái phác đồ điều trị của bác sĩ thì lúc đó cái việc điều trị nó mới thực sự hiệu quả đúng không ạ? Không phải là cứ nghe theo những cái lời quảng cáo trên phương tiện truyền thông nó mới thực sự là tốt đúng không ạ? Vâng, và cũng vì là hiện nay thì khi mà đời sống ngày càng được nâng cao rồi là các phương tiện truyền thông nó cũng rất là phổ biến rồi. À, chúng ta có thể theo dõi, có thể xem được và có thể đọc được rất nhiều những cái phương thức, những cái cách thức để chúng ta có thể điều trị căn bệnh của mình mà có khi là họ lại không muốn đến bác sĩ. Thế thì với việc mình là bác sĩ, là một chuyên gia về vấn đề này ấy, thế thì bác sĩ có thể đưa ra một vài những cái lời khuyên cho mọi người về lối sống này, về dinh dưỡng này, như thế nào để chúng ta có thể phòng ngừa một cách tốt nhất đối với bệnh lý này, đối với bệnh lý rối loạn chuyển hóa mỡ máu. Trước hết thì chúng tôi xin khẳng định lại một lần nữa là trước khi mình điều trị một cái bệnh lý nào, trước hết chúng ta phải có sự chẩn đoán rất rõ ràng từ phía thầy thuốc, đúng không? Cái thứ hai nữa là phải có sự tham vấn cũng như là sự kê đơn điều trị bài bản từ phía thầy thuốc cũng như các bệnh viện uy tín. Cái thứ hai nữa là không nên nghe theo hoặc là không nên tự tìm hiểu những cái bài thuốc trên mạng, vì là những thông tin trên mạng thì có rất nhiều những yếu tố gây nhiễu. Đấy. Tôi không nói là có thể là có rất nhiều những thông tin mà gây ra sự hiểu nhầm về bệnh cũng như là gây nên sự chủ quan từ phía người bệnh. Cái thứ hai nữa là vậy thì chúng ta điều trị hay là chúng ta thực hiện cái chế độ sinh hoạt và chế độ ăn như thế nào về phía người bệnh, đúng không ạ? Thì như chúng tôi đã nói qua thì trước hết chúng ta phải tránh một cái lối sống tĩnh tại đã. Có nghĩa là chúng ta phải tăng cường tập luyện thể dục thể thao. Đấy. Cái việc tập môn thể dục thể thao nào thì rất nhiều người hỏi tôi là cái loại môn thể thao nào là tốt cho cái việc giảm mỡ máu hay là điều trị tăng huyết áp. Cái đấy thì nó sẽ tùy thuộc vào cái sở thích cá nhân của từng người, cái khả năng kháng sức của từng người, đúng không ạ? Ví dụ người trẻ thì có thể là đá bóng rồi thì bơi lội, người cao tuổi hơn có thể là cầu lông hay là bóng chuyền, có rất nhiều những cái môn thể thao có thể tham gia. Ngoài ra thì chúng ta cần phải là hạn chế những cái hoạt động rất là tĩnh, ví dụ như là xem TV hay là lướt máy tính hay là xem điện thoại quá nhiều trong ngày. Cái vấn đề nữa là chế độ ăn uống. Như tôi đã nói qua thì chúng ta nên hạn chế chứ không phải là từ bỏ hoàn toàn. Rất là khó để từ bỏ, tại vì là tất cả những cái loại chất béo xấu nó vẫn tồn tại đâu đó trong các loại thực phẩm của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta hạn chế một cách tối đa. Hạn chế tối đa bằng cách nào? Ví dụ khi chúng ta ăn các loại thực phẩm, ví dụ như là ăn thịt gà chẳng hạn, thì có rất nhiều người thích ăn những loại da của động vật, loại da gà, ví dụ như vậy. Thì chúng ta nên loại bỏ cái da đó trong trường hợp là mình có yếu tố nguy cơ hoặc là mình đã mắc những cái rối loạn lipid. Tại vì trong cái thành phần da gà nó chiếm tới trên 50% lượng lipid, và cái lượng lipid này thường là lipid bão hòa, là không tốt cho cơ thể. Cái thứ hai nữa là chúng ta tăng cường những loại ăn những loại thực phẩm tốt, ví dụ như là thịt gà thì chúng ta nên ăn những loại thịt trắng, gọi như thịt ức này, ức gà này, rồi thì những cái loại cá, đúng không ạ? Ví dụ như tôi đã liệt kê ở trên, cá hồi hay là cá trích, và tăng cường những ăn những loại thực phẩm mà có nhiều rau quả, uống nhiều nước. Đó là một số những cái lời khuyên của tôi dành cho quý vị khán giả. Dạ vâng. Thưa quý vị, tuy không phải là bệnh cấp tính nhưng mà hệ lụy từ rối loạn mỡ máu thì sẽ phát sinh nhiều bệnh lý khác. Qua sự tư vấn của bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Việt, đơn vị nội tim mạch và cấp cứu tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, thì chắc hẳn là quý vị đã có cho mình những kiến thức và cách phòng ngừa rối loạn mỡ máu thích hợp, và quan trọng là cần phải có chế độ ăn uống khoa học và sinh hoạt hợp lý, đúng không ạ? Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Việt đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay và đưa ra những lời khuyên vô cùng hữu ích. Cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, cảm ơn anh, cảm ơn quý vị khán giả. Vâng, và như thường lệ bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục bí quyết sống khỏe. Thưa quý vị và các bạn, sự bùng phát của biến thể Omicron đã khiến nhiều quốc gia trên thế giới có các phản ứng khác nhau để kiểm soát, để phòng sự bùng phát, bùng nổ một làn sóng dịch mới. Thế nhưng dường như các nước châu Á và châu Âu thì lại có những chính sách chống dịch khác khá là nhiều. Nhiều nước châu Á thì đang siết chặt kiểm soát biên giới để ngăn chặn biến thể Omicron xâm nhập, trong khi một số quốc gia phương Tây thì dường như chấp nhận tình trạng lây lan biến thể Omicron.
Ngày 9 tháng 1, Trung Quốc công bố xuất hiện 2 ca nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng tại thành phố Thiên Tân. Ngay lập tức, Thiên Tân khởi động chương trình xét nghiệm cho 14 triệu dân trong vòng 48 giờ, siết chặt kiểm soát đi lại, ra vào thành phố. Chúng tôi đã sắp xếp lịch xét nghiệm cho mọi người dân tại các địa điểm được chỉ định để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được kiểm tra. Không chỉ Trung Quốc, nhiều quốc gia châu Á cũng đặc biệt cẩn trọng với biến thể Omicron. Lập trường thận trọng của các nước châu Á trái ngược với các quốc gia như Mỹ, Anh và Australia, nơi số ca mắc bệnh đang tăng cao kỷ lục. Chúng ta có cơ hội vượt qua làn sóng lây nhiễm Omicron hiện tại mà không cần phải phong tỏa toàn quốc một lần nữa. Chúng ta có thể tìm ra cách để sống chung với đại dịch. Theo nhận định của các chuyên gia phân tích, sự khác biệt này có thể đến từ việc năng lực y tế và khả năng tiếp cận vaccine của nhiều quốc gia châu Á, nhất là những nước nghèo trong khu vực còn hạn chế. Với việc tỷ lệ bao phủ vaccine đang ngày càng tăng lên, các chuyên gia cũng khuyến cáo rằng là việc thu hẹp quy mô các biện pháp hạn chế sẽ mang lại lợi ích nếu được cân nhắc và lựa chọn theo từng giai đoạn một cách hợp lý. Điều quan trọng là phải có sự chuẩn bị tâm lý cho người dân. Nếu không, những quan niệm sai lầm cùng với thông tin sai lệch được lan truyền rộng rãi thì sẽ dẫn đến sự không tin tưởng vào các cơ quan y tế công cộng. Điều này thì có thể làm ảnh hưởng tới các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Và tới đây thì chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.